Cương không làm được nên chia sẻ cùng anh, ủng hộ anh mua chiếc xe khác khoảng 1,7 tỷ đồng. Em sẽ đồng hành cùng anh Hải. Đó là chia sẻ của nghệ sĩ hài Việt Hương sau khi tặng ông Đoàn Ngọc Hải 1,7 tỷ đồng để mua xe cứu thương mới khi tham gia chương trình Cơ hội đổi đời. Việc làm này của cô đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả những ngày qua. Trên trang cá nhân, Việt Hương kể về ông Đoàn Ngọc Hải. Ấn tượng đầu tiên là nhìn anh hiền lành và nhiệt huyết trên chiếc xe hỗ trợ đưa người không đủ điều kiện về nhà cho kịp phút cuối đời. Xe còn chở sữa và thực phẩm nặng nên xe rất dễ hư. Việt Hương cho biết lúc đưa ra quyết định tặng tiền, cô đang trên xe với ông Đoàn Ngọc Hải. Khi xuống xe gặp ông xã Hoài Phương, nữ nghệ sĩ hỏi ngay: "Anh có buồn em không khi quyết định mà không hỏi ý anh?" Thì Hoài Phương trả lời rằng: "Anh không có buồn, anh nghĩ em quyết định bằng tấm lòng của em nên ủng hộ em hết mình. Anh về đây anh bán chiếc xe bên Mỹ rồi, anh sẽ không mua xe. Hai vợ chồng mình đi chung một chiếc, còn mình phụ anh Hải mua xe làm thiện." Việt Hương cho biết cô rất biết ơn người bạn đời đã luôn hiểu mình. Cũng bởi vậy, nữ nghệ sĩ không quên đính kèm trong bài đăng hình ảnh tình tứ của cô và ông xã. Việt Hương cũng cho biết thêm, hai vợ chồng cô làm thiện nguyện nhiều năm. Tuy nhiên vì lần này là số tiền lớn nên cô lo lắng ông xã buồn khi mình chưa hỏi ý kiến đã quyết định. Rất may là Hoài Phương tuy bất ngờ nhưng luôn tin vào quyết định của vợ. Anh cũng đồng hành cùng cô trong chuyến ghi hình chương trình ở Đà Lạt. Trước đó khi xuất hiện trong chương trình Cơ hội đổi đời, Việt Hương gây bất ngờ khi tuyên bố tặng chiếc xe cứu thương trị giá 1,7 tỷ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải. Nữ diễn viên cho biết do chiếc xe hiện tại của ông Hải không chở nặng được và cứ hư hoài nên cô muốn tặng ông chiếc xe mới. Trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải cũng chia sẻ về buổi ghi hình chương trình ý nghĩa này. "Tôi đã được các nghệ sĩ, ca sĩ, MC tận tình hướng dẫn cho tôi vào nghề. Sau 3 tiếng đồng hồ lao động cực lực, tôi đã có số tiền 250 triệu đồng để cho các cháu ở trường mầm non Sử Bán, Sapa có 50 triệu đồng tiền thịt, có đủ tiền để cho 5 chị em nữ công nhân vệ sinh ở Hà Nội, các cháu dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đi du lịch đến đất nước Singapore xinh đẹp sắp tới. Trong lúc tôi và con ngựa thồ 51B50744 chở nghệ sĩ Việt Hương đến điểm trường quay thì nghệ sĩ Việt Hương tặng tôi 1,7 tỷ đồng để mua chiếc xe cứu thương to hơn, lớn hơn. Việt Hương nói rằng để tôi có thể chở được nhiều thịt và sữa hơn nữa cho bà con nghèo. Trân trọng cảm ơn hai vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, trân trọng cảm ơn MC Đại Nghĩa, ca sĩ Đan Trường và tất cả gần 30 nhân viên hậu trường."